tiếp theo tập trước liễu như xông lên câu giờ cho mạc phàm cô ta xông vào mấy cái vẩy của con độc mẫu độc mẫu kêu lên khè khè sau đó một dòng chất độc từ trong mấy cái vỏ phóng ra liễu như lập tức hóa rơi để tránh thoát sau đó liễu như nhìn thứ chất độc trên tay áo mình chắn ghét nói kinh tởm con độc mẫu đã xông đến chỗ liễu như nó vung bàn tay đầy gai nhọn của mình lên sau đó đập liễu như như đập con mũi nhưng liễu như nhanh chóng phi thân ra phía sau để thành thoát lúc này bức tường của căn phòng đã phát ra những tiếng ầm ầm mạc phàm bên này cũng vẽ xong cái tinh tọa hắn thi triển tịch lôi tử quang mạc phàm cảm thán tốc độ của sách tinh đồ cũng khá chậm nhưng trong tình huống này là vừa đủ thời gian mạc phàm đã nhắm chuẩn mục tiêu sau đó hắn phóng ra một luồng lôi điện màu tím đen dòng lôi điện đánh thẳng vào người con độc mẫu độc mẫu trợn trừng mắt lên sau đó lôi điện cứ thế phóng xuyên qua người con này chỉ thấy máu độc của con độc mẫu phun ra dòng lôi điện còn xuyên thủng cả tòa nhà phóng ra ngoài mạc phàm gieo lên phấn khích lôi hệ cao cấp đúng là bá đạo liễu như cũng cảm thán sức mạnh kinh khủng thật mạc phàm vui cười sung sướng đây là lần đầu tiên mình dùng không ngờ lại mạnh như vậy he he bên này con độc mẫu đang ho sặc sụa phía sau nó là một cái lỗ to tướng còn trên ngực nó là một cái lỗ to tổ bố cụ làm thế nào mà sao lại như vậy được chúa đã cho ta sức mạnh thân hình của con độc mẫu này đã biến đổi gai nhọn đã bớt đi liễu như bên này đã lấy ra huyết kiếm sau đó bay lên chém vào đầu con độc mẫu mặc phàm đồng thời ném hỏa diễm vào mặt nó nhưng con độc mẫu vẫn cứ cắm đầu lao lên nó la hét ẩm ĩ. mặc phàm đáng chết chết đi Sư phụ căn dặn, phải giết được ngươi." Mạc Phàm hoảng hốt la lên, chết tiệt, Liễu Như bên này sợ tái mặt la lên. Mạc Phàm cẩn thận, Mạc Phàm nhanh chóng gọi con gái bé nhỏ của mình ra, "Tiểu Viêm cơ, hỏa." Trên tay Mạc Phàm đã xuất hiện một ngọn hỏa diễm, sau đó hắn đánh ra một chiêu, vẫn quyền cửu dao, nhưng con độc mẫu đã dùng ngón tay của mình tạo ra một cái kết giới bao quanh cơ thể, cửu dao của Mạc Phàm không hề làm nó bị thương. Con này cười phá lên, "Ha ha ha, vừa rồi chỉ do ta không chú ý, chỉ dựa vào lửa của ngươi cũng muốn khiến ta bị thương?" Mạc Phàm nhanh chóng dùng ma pháp không gian hệ khống chế mấy cục đá rồi la lên, "Trời!" Sau đó hắn ném mấy cục đá vào con độc mẫu, ầm ầm ầm, mấy cục đá đã vỡ tan. Mạc Phàm ho sặc sụa, cụ khụ, "Lực chiến đấu mạnh như vậy." Linh Linh bên này gọi cho Mạc Phàm hỏi thăm, "Mạc Phàm, tình hình mọi người thế nào?" Mạc Phàm lau máu trên khóe miệng rồi nói, "Không tốt lắm, tên này mạng cứng quá." Linh Linh lại nói, "Thật sự không ổn thì rút trước đi, phía hội thẩm phán rất nhanh sẽ xử lý sạch sẽ được quái." Mạc Phàm kiên quyết phản đối, "Không, tiền thưởng hơn 100 triệu anh sẽ không nhường cho người khác. Linh linh hết sức cạn lời. Thằng này nghèo đến điên luôn rồi. Mặc Phàm bên này chơi một chiêu ma pháp hỏa hệ cao dài. thiên diễm tăng lễ, địa ngục hỏa thạch, vô số thiên thạch bốc cháy rơi xuống. Độc Mẫu lại gào lên, a a a a. Mặc Phàm nói với đồng bọn, Liễu Như có thể nghĩ cách khiến nó ngưng cử động không? Trong lòng hắn thầm nghĩ, để mình đốt thêm một trang sách lôi tọa, đánh xuyên đầu nó. Liễu Như trả lời, tôi có thể không khống chế được nó. Mặc Phàm than thở, đáng tiếc. Đúng lúc này, có giọng nói quen thuộc vang lên cất hỏa diễm của cậu đi, để tôi thử. Mạc Phàm nghe thấy liền vui mừng nhìn sang, chỉ thấy Mục Ninh Tuyết dẫn Linh Linh đi tới. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, tảng đá đè nặng trọng lòng được gạt bỏ, cô ấy không sao rồi. Linh Linh gật đầu xác nhận. Bên này, Mục Ninh Tuyết thi triển ra, băng chi lĩnh vực. Mạc Phàm thấy nhiệt độ giảm xuống lập tức vui vẻ nói, yêu quái xấu xí, giờ Mạc Phàm có tâm trạng chơi với ngươi rồi. Độc Mẫu trông thấy có đứa đến phá đám, lập tức xông đến vồ lấy mục tiêu Ninh Tuyết, nhưng Mục Ninh Tuyết nhanh chóng thi triển ma pháp phong hệ để bay đi. Phong Quỷ tật hành, Mạc Phàm bên này lại hỏi, "Linh Linh, đánh xuyên đầu nó có hiệu quả không?" Linh Linh vừa quan sát Mục Ninh Tuyết đánh nhau với con độc mẫu vừa nói, "Không biết, thử đi." Mục Ninh Tuyết vừa bay quanh con độc mẫu vừa nói, "Qua thêm 10 giây nữa tôi có thể tạm thời đóng băng nó." Nghe xong, Mạc Phàm vừa lấy tinh đồ chi thư ra và đếm, một, tinh tọa cũng đã được vẽ ra. Đúng lúc này, con độc mẫu cũng bị đóng băng hoàn toàn. Mạc Phàm hét lên, "Tịch lôi tử quang!" Một đạo lôi điện từ trên trời đánh thẳng xuống đầu độc mẫu, ầm một tiếng vang lên, đầu con độc mẫu đã bị xuyên thủng mạc phàm lại hỏi chết rồi sao liễu như trả lời không biết đánh vỡ rồi nói thế nhưng mạc phàm dặn dò giữ đầu lại đáng giá hơn 100 triệu đấy lý Ích ư lúc này đã đập bể mấy tảng băng bên trong lớp băng là phương thiếu lệ liễu như reo lên cô ta ở bên trong mạc phàm liền nói bề ngoài là quái vật lột đi lớp ra cũng vẫn là thứ rác rưởi phương thiếu lệ hừ lạnh hừ có bản lĩnh thì giết tôi lúc này linh linh thông báo phía hội thẩm phán xử lý xong rồi đưa cô ta đi Mục Ninh Tuyết cũng nói, còn phải xem tình huống của những người khác. Mạc Phàm tán thành, được, thu dọn thôi. Sau đó, cả đám kéo đến cái ao nguyền rủa đang ngâm mắm Uông Sinh. Chúng nó vừa đi vừa nói với nhau, vậy là xong rồi, nhanh lên. Uông Sinh thò đầu lên rơi nước mắt đen ngòm nói với mọi người, cậu tới cứu tôi sao? Mạc Phàm xác nhận, ừm. Quách Văn Y bên này lo lắng gọi to, Uông Sinh. Sau đó, Quách Văn Y lấy áo choàng che cơ thể của Uông Sinh lại rồi hỏi, Uông Sinh, cậu có đau không? Vĩnh Thịnh đang rối rít nói với Mạc Phàm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều mặc phàm đáp lại được rồi đó là một việc đàn ông nên làm nơi khác ở trang trại đoàn thợ sơn chiến kim đang dọn dẹp hậu quả áp giải tù binh thu dọn các tử thi đoàn trưởng nói với đám mục ninh tuyết cảm ơn mọi người đã ra tay tương trợ sau này có việc gì cần nhờ vả cứ tìm đến chúng tôi vài ngày sau mặc phàm nằm thở dài hai không ngờ cái đầu của con đàn bà điên đó đáng giá 120 triệu sau đó hắn nằm vật ra thở hát ra vu tuyết tuyết cũng mua tinh hà chi mạch rồi không biết cô ấy có đột phá thuận lợi không ngoài tiền trang trải cho bản thân, mình còn phải mua sữa cho con gái. Sau đó, Mạc Phàm nhớ ra một chuyện kinh thiên địa nghĩ, "Ôi mẹ ơi, mình quên báo danh tại quốc quán rồi." Mạc Phàm hớt hải chạy ra ngoài đường la lên, "Quốc quán, thủ đội, lúc Mạc Phàm đi đến nhà thi đấu, đã có mấy thằng ai cập đứng bàn tán với nhau." Austin hỏi Sát B, "Có phải ở đây không?" Mạc Phàm vui vẻ nói, "À, hình như là đây." Sát B nói với Austin, "Đúng, hôm nay tôi phải lấy lại thể diện." Tiểu Viêm Cơ lúc này vui vẻ bay đến gần Austin, nó khoai chí reo lên, "Lánh lánh, austin quay lại quát con sủng vật rác rưởi này của ai thế đừng làm phiền ta thế rồi lấy lôi điện ra xua đuổi tiểu viêm cơ tiểu viêm cơ sợ hãi khóc lóc quay về nói với mặc phàm lánh 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 mặc phàm thấy con gái bị bất nạt lập tức nổi gân xanh trên mặt hắn gào lên với austin cô chính là cô chán sống rồi phải không dám ăn hiếp con gái tôi austin hỏi lại à thế à mặc phàm cay cú đáp trả à cái gì mà à tiện nhân có tin ta một quyền đánh ngươi bay về nước không austin nổi điên lên quát hừng ta một ngón tay là có thể giết ngươi. Cái quốc gia lạc hậu này thật là nhàm chán. Mục Nô Kiều thấy bọn kia cắn nhau thì chạy ra hóng hớt, "Mạc Phạm, cậu làm gì ở đây thế?" Sát B nhìn thấy Mục Nô Kiều lập tức trầm ngâm không nói gì, Mục Nô Kiều lạnh giọng hỏi, "Mấy người tới đây làm gì nữa? Không phải kết thúc rồi sao?" Austin trả lời, "Mỗi quốc gia đều có ba cơ hội thách đấu, bọn ta thật sự không phục, cái nước nhỏ bé này mà cũng không lấy được huy chương." Mục Nô Kiều đần mặt ra hỏi, "Đất nước nhỏ bé, chắc bọn ai cập này không học địa lý hay sao ấy?" tàu khựa nó có diện tích 9,5 triệu km vuông, gấp 9,5 lần so với Ai Cập. Mạc Phàm nhắc nhở, "Kiều Kiều, không cần nói nhiều, đánh gãy chân à?" Austin lại hỏi, "Ồ, ngươi cũng là tuyển thủ quốc quán?" Mạc Phàm chỉ mặt con Ai Cập kia đáp, "Ờ, không cần nói nhiều ở đây, có giỏi thì lên đánh với ta." Austin cắn lại, "Hợp lý đấy, ta cũng không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa." Sau đó, Mục Nô Kiều với Mạc Phàm đi về điểm tập trung. Sát B với răng chuột nhìn nhau rồi hừ lạnh. Sát B nhắc nhở Austin, ở đây mạnh nhất là một nữ pháp sư băng hệ cậu hãy cẩn thận à austin khinh bỉ đáp hừng cậu nghĩ rằng tôi sẽ thua một trận đá quán sát bê nịnh nọt tất nhiên cậu sẽ không thua tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi austin lạnh giọng đáp vậy thì hãy suy nghĩ về sự kém cỏi của cậu đi sau đó lại nhìn mặc phàm đi trước và hỏi tên lưu manh đó là ai sát bê trả lời không biết chưa từng thấy chắc cũng chỉ là một con tốt austin khinh bỉ nói cứ tưởng là thần thánh phương nào hóa ra cũng chỉ là vô danh sát bê lại tiếp tục nịnh nọt trước mặt cậu thì mạnh mẽ như thế nào cũng phải gục ngã thôi. Sau đó, bốn người của đội Ai Cập đã tập trung đầy đủ, bao gồm đội trưởng, sát bê, Austin và răng chuột. Nhìn thấy bốn cái mặt mệt này, Bạch Đông Uy trên mặt khắc lên hai chữ, đáng ghét, Đông Phương liệt gào lên. Tên Ai Cập đó lần này mang cả đội tới đây, không phải đã thua rồi sao? Mục Nô Kiều giải thích, họ nói rằng họ có ba cơ hội khiêu chiến, nên muốn thử một lần nữa. Đông Phương liệt lại xù lông lên cắn, thật không biết xấu hổ, không phải hắn nhận thua rồi sao? Nhà đường tâm lúc này mặt tái như đít nhái nói, mục Minh tuyết bế quan tu luyện rồi chúng ta phải làm sao đây mạc phàm thản nhiên tạo dáng đẹp trai xoáy ca nói mọi người sợ cái gì còn có tôi ở đây mà cả đám ngoại trừ mục nô kiều với thủ hạ bại tướng đông phương liệt thì chẳng biết thằng này là thẳng bỏ mợ nào tất cả đều ngây ngốc hỏi ai thế đông phương liệt khinh bỉ nói với mạc phàm chút bản lĩnh của cậu lên tiếng ở đây chỉ có mất mặt mạc phàm cắn lại ngay con chó dại này ừm chút bản lĩnh đấy thế mà cũng đánh bại cậu nghe xong đông phương liệt a à cay lắm mà không cãi được Bạch Đông Uy quay sang hỏi thằng kia, "Ngươi là Mạc Phàm, ngươi cùng Mục Ninh Tuyết lùi về từ đội tuyển quốc gia." Mạc Phàm xác nhận, "Vâng." Bạch Đông Uy dặn dữ quát, "Thấy ngươi không đến báo danh, ta định xóa tên ngươi khỏi danh sách rồi đấy." Mạc Phàm cười híp mắt nói, "He he, bây giờ em tới rồi còn gì?" Sát B bắt đầu gáy, "Làm sao, lần này không ai dám lên nữa à?" Đông Phương liệt gào lên, "Hừ, thứ bại trận đến thách đấu lại mà cũng lớn tiếng ghê nhỉ." Sát B cắn lại, "Vậy thì đừng kéo dài thời gian nữa, Tỷ thí đấu như thế nào? Bắt đầu đi." bạch đông uy lúc này mới toát mồ hôi chết tiệt mục ninh tuyết không có ở đây trận này không có nhiều cơ hội chiến thắng thấy mạc phàm tiến lên bạch đông uy lại được dịp la lối om sòm này làm gì thế tôi biểu cậu lên à mạc phàm đáp lại thầy bạch con nghe mục nô kiều kể trước đó họ đánh với ba người đội ta phải không bạch đông uy gào lên đúng thế mợ nó đừng đánh chống lảng. xuống đây cho ta mạc phàm thản nhiên nói lại được rồi vậy thì hôm nay em cũng sẽ đánh bà nếu họ có thể đánh bại em họ thắng đông phương liệt gào lên tôi còn chưa chắc thắng được một người mặc phàm ngươi đừng ở đây quấy rối mọi người mặc phàm chán ghét nói cậu không thể không có nghĩa là tôi cũng không thể mục nô kiều bên này nhắc nhở thầy bạch để cậu ấy thử đi bạch đông uy nhỏ nhẹ suy si cho cùng tuy cậu ta cũng từng là tuyển thủ quốc gia nhưng mà cậu ta austin lên tiếng hỏi mấy người bàn bạc xong chưa mặc phàm giơ ba ngón tay tuyên bố xanh dờn xong rồi các ngươi chọn ba người thay phiên đánh nếu có thể đánh bại ta coi như thắng austin hỏi lại ngươi có chắc không Mạc Phàm thách thức, không cần nói nhiều, cút lên đây. Nghe xong, sát bê nổi điên lên nói, là hắn muốn chết, Austin, để tôi xử hắn. Austin tán thành, cũng được, mấy thứ não tàn này ta không có hứng thú. Sát bê nói với Mạc Phàm, người nghe thấy không não tàn, đây là ngày chết của ngươi rồi. Mạc Phàm ngoái ngoái lỗ tai khinh bỉ hỏi, à thế à? Bạch Đông Uy reo lên, ồ, vậy thì bắt đầu thôi. Mạc Phàm nói với Bạch Đông Uy, thầy Bạch, làm trọng tài đi, luật cũng phổ biến cả rồi. Mạc Phàm nói xong lập tức đánh ra chiêu liệt quyền, Bạch Đông Uy gào lên, cái định mệnh, ta còn chưa ra hiểu bắt đầu. Thấy liệt quyền đánh tới, sát bê lập tức dùng ảnh độn biến đi, hùng, để cún con của ta chơi với người. Thế là tên sát bê này triệu hồi ra con thiết thi, mặc phàm thấy bọn kia gọi đồng bọn, lập tức gọi chó ngoan nhà mình ra chơi. Tật tinh lang, ra đây chơi với cái sắc này, thấy bên kia điều ra con sói hoang to béo, sát bê gào lên, đáng ghét, hắn liền gọi đệ cứng của mình ra, tử đao mộc nãi thi. Thế là đội hình hai con vong linh đã lên sân, mặc phàm thầm nghĩ, còn vong linh này chắc cũng sắp tiến lên cấp thống lĩnh mục nô kiều bên này nhắc nhở mạc phàm cẩn thận tử đao mục nãi thi này rất khỏe mạc phàm thản nhiên đáp lại tôi không quan tâm mấy đâu sát bê đắc ý la lên ha ha rồi ngươi sẽ biết tay tử đao mục nãi thi vung hai thanh đao quắm của mình lên nó bổ một phát xuống đầu mạc phàm đao phong đỏ như máu xuất hiện mạc phàm ngay lập tức thi triển ảnh độn để trốn đi sau đó con tử đao mục nãi thi kia lại tiếp tục chém xuống đao quang hiện lên chém về phía mạc phàm mạc phàm lập tức thi triển ma pháp hệ không gian niệm khống một cái kết giới hiện ra chặn lại đao quang đỏ như máu của tử đao mộc nãi thi ầm 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 đao quang đã bị cản lại mặc phàm vẽ ra một cái tinh tọa hắn chơi mặc phàm pháp cao dài hỏa hệ thiên diễm táng lễ những quả cầu lửa ầm ầm đánh xuống sân thi đấu tử đao mộc nãi thi đã thành một cái xác ướp nướng khét lẹt nhìn thấy cảnh này sát bê sợ tụt vòi lắp bắp nói cao pháp sư cao cấp bạch đông uy khen ngợi tốt nó thực sự có thể đánh được một trận đông phương liệt lúc này vẫn éo tin vào mắt mình chuyện này làm sao có thể trong con mắt của hắn đông phương thế gia mới có quyền có thiên tài hỏa hệ cơ mà hắn đã nhầm thằng kia nó là yêu nghiệt trời sinh cùng lúc tử đao mộc nãi thi bị thiêu cháy thiết thi của sát b cũng bị tật tinh lang cắn chặt cánh tay không cách nào thoát ra được sát bê gào lên chết tiệt mau tấn công hắn con này đần mặt ra sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi hàm răng to khỏe của tật tinh lang sau đó nó chống cân xuống cố gắng vùng vẫy thoát ra vội vàng lao về phía mặc phàm mấy thằng trong đội thấy con chạy đình kinh lao đến vội vàng nhắc nhở mặc phàm cẩn thận thế nhưng mặc phàm đã dùng ma pháp hệ không gian hắn gần giọng quát lên một chữ cút lập tức con thiết thi đã bị hất văng về phía sau nhạc đường tâm trợn mặt kinh ngạc bạch đông uy cũng kêu lên sung sướng hệ không gian là cao thủ hệ không gian mặc phàm lại móc móc ngón tay lập tức hai con vong linh của sát bê bị đè chặt xuống đất ầm ầm nhà đường tâm la lên ơn trời con thiết thi kia nằm trên đất không thể chống cự luôn rồi thấy thiết thi nhà mình không gượng dậy được sát bê cay cú nói có gì mà tự hào chứ mặc phàm bên này xòe bàn tay ra nói đừng lãng phí thời gian của ta cút thế là con thiết thi lao thẳng về phía sát bê tên này la lên ôi mẹ ơi ầm một tiếng vang lên con thiết thi đè lên người sát bê khói bụi bay lên mù mịt mặc phàm nhắc nhở thầy bạch còn không tuyên bố kết quả đám sinh viên bên dưới đều đứng hình bạch đông uy lúc này mới sực nhớ ra à à mặc phàm chiến thắng đám học sinh tàu khựa la lên mạnh mạnh quá sức mạnh quá khủng khiếp sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên sức mạnh mặc phàm còn kinh khủng hơn mục ninh tuyết người như này mà bị lui khỏi đội tuyển quốc gia sao nhà đường tâm lúc này nhìn mặc phàm mà muốn dụng chứng đẹp trai quá mặt của mấy đứa ai cập bên kia đã đen như đít nổi mặc phàm lại quay ra cắn thêm các ngươi muốn thắng quốc phủ chi tranh với sức mạnh này sao tên ruang chuột nói tài dĩ đức ở trong đội ngũ chỉ là thành viên hạng trung thôi để ta chơi với ngươi mặc phàm từ chối không thích gọi con bé kiêu ngạo với cái đầu tóc sắp nổ tung kia ra đây nghe xong austin tức cú gọi là xỉ khói giang chuột lại nói hừm chỉ với ngươi thủ quán cũng muốn khiêu chiến với đội phó của ta nực cười thế là bước lên sân bên này giáo viên thông báo với bạch đông uy báo cáo sân chiến đấu đã sửa xong giang chuột khởi động một chiêu hệ chớ chú mộng yểm chớ chú những vòng sáng đỏ phát ra mê hoặc tâm trí con người mặc phàm ngẩn người không biết thằng kia định làm gì lúc này tiếng nói âm trầm của tát lãng vang lên tốt nhất ngươi nên sống lâu một chút nếu không món nợ này ta sẽ tìm người thân ngươi để trả lại món nợ này mặc phàm sợ đen mặt nghĩ tát lãng bên này giang chuột khoái chí cười vang ha ha sợ quá không cử động nổi rồi à thế là tên này thi triển ra ma pháp đoạt hồn Tà Chu tri tịch, một con nhện to tổ bố chuẩn bị lao vào hút hồn Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm đã nói, răng chuột, ta nói với ngươi vài điều. Răng chuột đần mặt ra hỏi, nói gì? Mạc Phàm dùng Mạc Phàm không gian niệm khống rồi nói, năng lượng tinh thần như vậy, mà cũng muốn nguyền rủa ta, cút ra, lập tức không gian chỗ thằng răng chuột bị bóp méo. Tên này nhanh chóng thi triển thuẫn ma cụ, một cái kết giới hình thành, nhưng bị Mạc Phàm đẩy lùi. Lúc này, Tật Tinh Lang đã lao đến, răng chuột lập tức sử dụng Khải Ma Cụ, một bộ áo giáo hiện lên, cơ mà Tật Tinh Lang đã ngoạm vào tay thằng này, thằng này đau đớn nhưng vẫn dùng ma pháp hệ tâm linh tà chu chi tịch Mạc phàm thấy thế lập tức hạ lệnh tật tinh lang lui thấy con sói kia đã chín cút răng chuột khoái chí la lên hô hô quá mạnh nhưng vẫn còn cơ hội Cơ mà thằng này đần mặt ra không thể cử động được chuyện gì xảy ra thế này hóa ra thằng răng chuột đã rơi nguyên một cái cự ảnh đinh Mạc phàm cười lên khoái chí ha ha mặc phàm chớp thời cơ thằng kia đang bị đóng đinh lập tức tung ra một chiêu liệt quyền răng chuột lập tức bị một quyền đánh bật lên trời sau đó rơi xuống đất tên này nằm trong đống lửa diên la thảm thiết cứu mạng cứu mạng không đau quá a a a mặc phàm đánh xong lạnh giọng tuyên bố người cuối cùng lên đi mấy thằng trong đội tàu khựa lắp bắp nói đây đội ai cập đột nhiên trở nên tệ quá vậy ngải đường tâm phản bác không không phải đội ai cập tệ là cậu ấy quá mạnh một thằng phấn khích gieo lên đã xử lý hai người bên kia rồi mặc phàm này mạnh như hổ vậy biến thái quá tôi thích austin lúc này vẻ mặt hết sức khó coi mặc phàm lại thách thức hoặc là lên hoặc là cút Austin lập tức cởi áo ngoài, kể mà cởi hết áo thì cũng không sao. Tên đội trưởng thấy thế thì nhắc nhở, Austin, để tôi, người này có lẽ không phải người thủ quán bình thường. Mục nô kiều nhìn thanh niên kia có vẻ lo lắng, mấy đứa đội tàu khựa cũng chen mồm vào. Người đó là đội trưởng Ai Cập, lại tự mình ra tay. Đây còn chưa phải tuyển thủ chính thức, là người thủ quán. Austin hỏi lại, hừ, lẽ nào anh cảm thấy tôi sẽ thua? Tên đội trưởng trả lời, nhưng phần thắng của cô chưa đến 6 phần. Austin nghe xong lại nổi điên lên hỏi, chưa đến 6 phần, anh thật sự quá xem trọng tên nó. Nói xong, lập tức tiến vào sân đấu, thấy con bé Ai Cập đã mò đến, Bạch Đông Uy gào lên, đợi đã, tôi còn chưa hô bắt đầu. Tuyển thủ không thể, cơ mà cái thằng tàu khự kia cũng éo thèm coi lão ra gì. Thằng này nói với con gái bé bỏng, Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ nhìn con mẹ kia đã không thấy vừa mắt, lập tức nó phun lửa phì phì, sau đó, cùng với ngọn lửa xông lên, Tiểu Viêm Cơ như một quả cầu lửa hùng hổ lao tới, một thằng lên tiếng, cô nhóc đó lực chiến đấu mạnh quá, Nhạc Đường Tâm nhận định hình như là sinh linh nguyên tố phẩm chủng hiếm có viêm cơ của mạc phàm năng lực không thể xem thường đợi lát nữa mọi người sẽ biết bên này austin đã dùng gió cắt lên làm lá chắn quả cầu lửa của tiểu viêm cơ bị cơn lốc gió cắt chặn lại con bé vội vàng thối lui asutin khinh bỉ hỏi mạc phàm cậu định dùng thứ nhỏ bé này đánh với tôi à lúc này tiểu viêm cơ trở nên hoảng hốt chỉ thấy một bàn tay bằng gió cắt xông lên chụp lấy tiểu viêm cơ mắt thấy con bé sắp bị tóm mạc phàm thầm nghĩ nguy rồi con bé không tránh được thế là dùng niệm khống kéo con bé ra tiểu viêm cơ la lên ây ra ây ra mạc phàm kéo con bé về tay rồi nói con không phải đối thủ cô ta qua đây đi phụ thể hai mắt mạc phàm trở nên sáng rực trên đó ánh lên ngọn lửa mấy đứa tàu khựa la lên sinh linh nguyên tố có thể phụ thể trời thu khế ước nghịch thiên hỏa pháp sư này vô địch rồi mục nâu kiều nhắc nhở toàn đội tàu khựa nhìn đi hiểu rồi chứ bọn kia lúc này trong đầu đã hiện lên bốn chữ vô cùng tài giỏi mạc phàm lạnh giọng nói với austin làm người phải khiêm tốn loại người như cô, một quyền của tôi đã đủ giải quyết. Austin bật lại, phụ thể rất hiếm có, nhưng đừng mở đánh bại tôi. Mạc Phàm tạo ra đôi cánh bằng lửa rồi bay vút lên trời. Hắn lớn tiếng tuyên bố, có phải mơ hay không, đợi lát nữa hãy suy nghĩ. Tiểu viêm cơ, thiên tầng hỏa rực, mấy đứa tàu khựa nhìn tuyển thủ nhà mình quá biến thái. Chúng nó hô lên, còn, còn có thể như vây sao. Hai mắt Mạc Phàm mở to hết cỡ, hắn la lên, liệt hỏa phóng xạ. Nhìn thấy hai ngọn lửa lao xuống đầu mình, Austin lập tức thi triển ma pháp dòng cát từ bên dưới tạo thành một quả cầu bao phủ lấy cô ta austin lớn tiếng hô lên mặc phàm bên trên dùng hai tay đánh xuống hắn thi triển một chiêu phi dực vẫn quyền ngọn lửa tạo thành từng vòng tròn hội tụ cuối cùng nghiền ép xuống dưới kết giới của austin cũng bị đánh vỡ austin hoảng hồn kêu lên oái oái trong con mắt của austin lúc này chỉ có ngọn lửa cường hãn ầm một tiếng ngọn lửa đã đánh túng vào người cô ta sau đó hoàng kim hỏa diễm ảo ảo lao tới trên mặt đất lúc này hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của austin đâu nữa mấy đứa tàu khựa há mùng trợn mắt reo lên oa tên đội trưởng với sát bê câm nín không dám nói gì đông phương liệt lắp bắp hỏi một quyền thật sự chỉ một quyền thôi sao mạc phàm bừng bừng khí thế nói với bọn ai cập luyện tập thêm mấy chục năm nữa các người cũng không có tư cách đến đại địa thần châu ngông cuồng tên đội trưởng đáp lại người bạn này cần gì nói chuyện không tha người ta cậu không phải người thủ quán đơn giản phải không mạc phàm tức giận cả khiện ồ thế nào muốn giở trò tên đội trưởng lúc này cũng hỏi hừ thật sự cho rằng chúng tôi không có ai xử lý được cậu sao sát bê khuyên giải đội trưởng anh không thể ra tay còn chưa phải lúc để lộ thực lực tên đội trưởng thở dài một cái vù hôm nay coi như bỏ qua đợi thi đấu thế giới tôi sẽ tiếp đãi đội trung quốc các người thật tốt Mạc phàm cà khịa. liên tục thua ba trận thực lực không ổn mấy đội tệ hại có phải hay thích nói nhiều không tên đội trưởng nổi điên lên quát cậu thế nhưng sát bê vội vàng ngăn lại đội trưởng chúng ta vẫn nên xem vết thương của austin thế nào đi Mạc phàm được dịp chế diễu lêu lêu mấy tiếng sau ở trong khách sạn nào đó Austin đã nổi điên lên quát, tôi nhất định phải giết hắn. Tên đội trưởng nhắc nhở, Austin, đừng manh động. Sát bê tán thành, đúng, với thực lực của tên đó, rất có thể sẽ xuất hiện ở cuộc thi thế giới. Tên đội trưởng bổ sung, tôi không tin đội Trung Quốc sẽ từ bỏ một kẻ mạnh như vậy. Austin vẫn tỏ ra hậm hực, hừ, sẽ không có lần sau đâu. Một tuần sau, mặc phàm than trời than đất, một món tiền lớn cứ vậy mà hết sạch. Sao hệ ám ảnh lại thăng cấp thất bại? Sau đó, hắn tím tái mặt mày kiểm tra số dư ngân hàng. Sau đó lại khóc lóc mà rằng, bỏ đi, cố gắng tiếp thôi, kiếm thêm chút tiền. Đột nhiên, màn hình hiện lên cuộc gọi của em hầu gái xinh đẹp, Liễu Như, Mạc Phàm vui vẻ trả lời. Alo, Liễu Như, sao vậy? A, à, Đảo Sùng Minh, trang viên mục trường. Sao thế? Tin tức tốt à? Mau nói xem. Nghe xong, Mạc Phàm lập tức đi đến. Thanh Thiên Liệp Hội, Lãnh Thanh nói với Mạc Phàm, cho nên, nguyên chủ nhân bị hội thẩm phán đưa gì, huyết tộc trở thành chủ nhân mới tìm cậu ra mặt giải quyết. Mạc Phàm trả lời, Liễu Như nói cô ấy đồng ý đưa ra cổ phần thích đáng, bảo tôi giúp đỡ. Lãnh Thanh Lai nói, nhưng tôi phải xác định, anh ta thật sự không có chút quan hệ gì với Hắc giáo đình mới được. Lãnh Thanh bỏ cuốn hồ sơ xuống nói, huyết tộc này tên Pinoc, có vài ghi chép không tốt, nhưng quả thật không có quan hệ với Hắc giáo đình, hội thẩm phán thả người cũng được, nhưng nữ hầu bé nhỏ của cậu phải canh chừng anh ta. Mạc Phàm vui vẻ đáp lại, liễu như coi như khá mạnh trong nhóm huyết tộc, cô ấy sẽ không chế được Pinoc. Lãnh Thanh tán thành, được rồi, thành phố này cũng cần có những thế lực ngầm. Mạc Phàm nghe xong lập tức cười he he, vậy hợp tác vui vẻ. Sau đó bắt tay chị đẹp lãnh thanh, một thời gian sau, Mạc Phàm hỏi Liễu Như, hội thẩm phán thả pinox ra rồi, Liễu Như đáp lại, anh ta nghe nói anh thăng cấp thất bại, nhất định bảo tôi đưa cho anh. Mạc Phàm vui vẻ nhận lấy cái hộp, sau đó hắn mở ra, tiền tài làm mù mắt chó, Mạc Phàm reo lên, oa, chất lượng tinh hà chi mạch này cao lắm, oa oa, Liễu Như thấy thằng kia lên cơn động cỡn thì nhắc nhở, đúng rồi, cách một khoảng thời gian sẽ có tiểu huyết tộc hiếu kính cho tôi. Tôi đã gửi vào tài khoản của anh rồi. Mạc Phàm khoái chí reo lên, ừm um, sau đó hắn ngẩn người, ơ, liễu như lại nói, dù sao tôi cũng chẳng cần tiền mấy, tôi biết anh cần nhiều tài nguyên, thực ra thứ liễu như cần nhất là cắn cổ mạc phàm là được rồi, có tiền hay không không quan trọng. mạc phàm nhìn liễu như mà cảm con mẹ nó động không thôi, hắn cười ngại ngùng, ha, như vậy sao? cảm ơn nhé, trong lòng hắn tự nhủ, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, bảo vệ cô thật tốt. chuyển cảnh, thiên sơn liệt hận. quanh năm tuyết phủ, trang xóa một màu, phong sơn chi thi lê thân hình to lớn của mình lên đây. Trảm Không trong bộ khải bào cổ lão vương bước xuống, ông ta nói với Phong Sơn Chi Thi, "Ở đây đợi ta." Thế là Phong Sơn Chi Thi đứng im tại chỗ, còn Trảm Không tiếp tục tiến lên phía trước, gió tuyết nổi lên, Trảm Không bay vút đi lên trên, tốc độ của Trảm Không mỗi lúc một nhanh, cuối cùng Trảm Không cũng dừng lại trên đỉnh núi, lúc này, hắn lặng lẽ bước đi, băng tuyết trên mặt đất đột nhiên chuyển động, những mũi băng sắc nhọn đột nhiên phóng tới, ánh mắt của Trảm Không sáng lên, hắn nhanh chóng tránh được mũi băng nhọn hoắt bắn ra như mưa này, phía sau Trảm Không, có một con hổ trắng toàn thân phủ băng tuyết thở ra hơi thở lạnh lẽo chảm không liếc mắt nhìn nó nhưng không nói gì Khí tức của người trước mặt làm cho con hổ cảm thấy sợ hãi nó gầm gừ chạy đi chỗ khác chơi chảm không nhìn lên lớp băng dày đặc cất giọng dịu dàng vũ vũ nhi sau đó chảm không vung tay đánh vào lớp băng lớp băng dần dần nứt vỡ bên trong đó có dáng hình một người con gái chảm không ngẩn người vì kích động bao nhiêu năm rồi hôm nay hắn mới đủ bản lĩnh để đến nơi này lớp băng dày đặc vẫn tiếp tục được phá ra từng mảng thân hình của thiếu nữ kia đã hiện ra ngay trước mắt chảm không hắn nở nụ cười nhớ về quá khứ mấy chục năm trước hắn cùng vũ nhi đi lên thiên sơn liệt thận lúc đó hắn cười vui vẻ ha 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 vũ nhi nhẹ nhàng trách móc anh thấy em mập như vậy sao đồ ngốc lúc này chảm không đặt tay lên lớp băng ngăn cách vũ nhi hắn dịu dàng nói ta ta đến rồi vũ nhi vũ nhi chảm không nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong lớp băng lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của vũ nhi đối diện hắn thở ra một hơi thở não nề đặt tay lên vuốt ve lên khuôn mặt của người con gái phía sau lớp băng chảm không thắc mắc rốt cuộc ta là người sống hay là người chết chảm không bóp nhẹ một cái lớp băng cuối cùng cũng tan vỡ theo những tiếng rắc 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 vang lên thân hình của vũ nhi rời khỏi lớp băng đá mấy chục năm con hổ trắng lúc này đang chạy ra ngoài lập tức bị chấn động dừng lại thân ảnh của chảm không xuất hiện trước mặt nó chảm không nói với con hổ đưa cô ấy xuống chấn dưới núi an toàn hiểu chưa con hổ kêu lên mấy tiếng gầm gừ nhìn bóng dáng con hổ lao đi chảm không ở lại một mình lẩm bẩm người chết người sống rốt cuộc ta là cái gì ông là cái gì thì tôi không biết nhưng chắc chắn là một kẻ si tình chuyển cảnh dưới chân núi đông sơn thiên sơn trấn tây lam mục ninh tuyết nhắn cho mạc phàm tôi ở trấn tây lam tất cả đều tốt còn phải cảm ơn cậu bên này có hai lão già đang bàn tán với nhau hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy một con thiên hổ màu trắng tuyết cõng một cô gái ra ngoài trấn lão kia bật lại cái này có là gì tối qua tôi còn nhìn thấy một ngọn núi di chuyển sau đó hai lão hàm hè mà nhìn nhau rồi thì rượu vào lời ra hai bên bắt đầu cự cãi tối qua tối như thế chẳng nhìn thấy gì ông cũng khoác lác quá rồi tôi nói thật mà ông mới khoác lác thì có mục ninh tuyết nghe xong mà ngu mẹ nó người chuyển cảnh trên sân huấn luyện mạc phàm thấy tin nhắn gửi tới tít sau khi đọc xong tin nhắn của mục ninh tuyết mạc phàm thẩm nghĩ băng tuyết chi mạch ở thiên sơn quả thật là nơi tốt cho mục ninh tuyết tuy có chút không yên tâm nhưng vẫn mong cô ấy có đột phá lớn mạc phàm ném chai nước vào thùng rác một cái y chóc rồi hô lên ghi điểm tuyết tuyết đã đến thiên sơn rèn luyện rồi mình cũng phải cố gắng hơn nữa hai mắt của mạc phàm sáng lên hắn đưa tay về phía con hình nhân phía trước sau đó hô lên không gian luật động co lại lập tức con hình nhân bị không gian bóp méo thân hình cuối cùng là co rút lại thành một tờ giấy dẹp lép Mạc phàm vui vẻ nhìn thành quả của mình cấp thứ hai là không gian luật động trì trệ có thể khiến tốc độ bay đến của tất cả năng lượng nguyên tố vật chất chậm lại thích hợp để phản ứng và tránh né không gian luật động cấp hai hình như càng tuyệt vời hơn cấp thứ ba vết nứt còn có thể tách khe hở không gian Mạc phàm khoái trí gieo lên được mình liều thôi sau đó Mạc phàm đi đến thanh thiên liệp sở vừa vào hắn đã hỏi bao lão đầu hiếm khi tìm tôi đến có đơn hàng lớn sao bao lão đầu chán nản trả lời còn không phải vì viên châu kia của cậu mặc phàm đần mặt ra tỏ vẻ ngu hẳn viên châu châu gì bao lão đầu tức giận đập bàn quát ngưng hoa tà châu thứ nóng bỏng tay như vậy cậu vứt ở chỗ tôi không định lo nữa phải không mặc phàm lúc này mới hiểu ra à à tôi quên mất hi hi bao lão đầu đáp lại tôi đã tịnh hóa hết tà khí lại cải tạo còn mời một người bạn phía quân đội mặc phàm chán nghe lải nhải hắn liền nói được rồi ông trực tiếp nói kết quả bao lão đầu hiếm khi có dịp được khoe mẽ tính làm một bài thuyết trình 10 vạn từ để cho thằng kia rửa tay lắng nghe, nhưng kết quả đã bị Mạc Phàm ngăn lại, hết cách ông ta gào lên như heo chọc tiết, "Tiểu tử cậu, bỏ đi, đến đây, sau này mang nó theo bên người." Mạc Phàm gào lên, "Hả, mang bên người? Đừng, thứ này tà lắm, hở chút là mê hoặc lòng người." Bao lão đầu giải thích, "Tôi đã xử lý xong, bây giờ nó là nguồn năng lượng thuần khiết, lần sau khi khi cậu đánh thức hệ ác ma, tuyệt đối phải mang nó theo." Mạc Phàm lại hỏi, "Có ý gì?" Sức mạnh hệ ác ma là một khoản nợ cực lớn, năng lượng tồn tại trong viên châu này có thể dùng làm bồi thường trả lại mặc phàm sung sướng gieo lên vậy chẳng phải sau này tu vi của tôi sẽ không bị hao hụt không ngờ viên châu này còn có thể dùng như vậy ha ha bao lão đầu có ông tốt thật bao lão đầu phấn khích trả lời được rồi được rồi nhờ lúc nào cũng mang theo bên người đấy một lúc sau hai tên một già một trẻ đã ngưng kích động bao lão đầu nhắc nhở chuyện cổ đô hắc giáo đình sẽ tìm cậu báo thủ mặc phàm trả lời tôi biết bao lão đầu dặn dò tuy có viên châu nhưng sau khi ác ma hóa là lúc cậu yếu nhất, Tát Lãng sẽ nhắm vào chỗ này ra tay, nguồn năng lượng viên châu này hấp thụ cũng rất đặc biệt, cậu phải trở về đội quốc phủ, ra ngoài tìm, Mạc Phàm xác nhận, hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng thăng cấp thực lực của mình. Mạc Phàm nhìn hạt châu trước mặt rồi nghĩ, bao lão đầu có chút tài giỏi, cũng không biết trước đây làm gì, tóm lại mục tiêu kế tiếp đã xác định rồi, bỏ đi, không lo nữa, bổ sung đầy viên châu, thăng cấp thực lực, tiếp theo, đánh trở về đội quốc phủ rồi tính sau. Cũng không biết nhóm ngải Giang Đồ đã chạy đi đến nước nào rồi. Mạc phàm bước vào sân thi đấu nhìn vẻ mặt của đám đội quốc quán tàu khựa ở đây đứa nào cũng như mất sổ gạo mặc phàm hỏi mục nô kiều sao vậy lại gặp thứ không tố chất như đội ai cập à mục nô kiều trả lời không họ rất lịch sự thái độ cũng khiêm tốn chỉ là mặc phàm ngây ngốc hỏi chỉ là thế nào mục nô kiều có vẻ lo lắng trả lời chính là kỷ lục thắng liên tiếp của chúng ta có thể sẽ kết thúc Mạc phàm cười xòa sao không có tự tin vậy chẳng phải đã thắng 5 lần liên tiếp sao không thấy mục nô kiều nói gì mặc phàm mới hỏi vào trọng tâm lo lắng như vậy là đội của nước nào mục nô kiều trả lời cường quốc nước anh mặc phàm lúc này cũng toát mồ hôi nước anh đứng đầu hiệp hội ma pháp năm châu lớn hoàng hôn buông xuống đứng trong quốc quán trung quốc mặc phàm trở nên kích động suy nghĩ trong lòng ông trời thấy mặc phàm này quá thuận lợi muốn đã kích trầm trọng một lần sau thực lực của quốc gia này không phải ba hạng đầu thì cũng là năm hạng đầu rõ ràng chỉ còn thiếu vòng này nữa thôi mình sẽ có thể trở lại đội quốc phủ mấy đứa kia mặt mũi đứa nào cũng như đưa đám mặc phàm chán nản chẳng biết nói gì bạch đông uy ngày thường hay lớn lối hôm nay cũng tịch mồm ông ta ôm mặt tặc lưỡi một cái rõ to chật sau đó hỏi lũ ăn hại đái khai bên dưới lần khiêu chiến này các em ai muốn lên mấy đứa la lên em không thầy ơi em là hệ chữa trị em không lên nghe xong bạch đông uy lại có tinh thần la hét có tiền đồ đi gặp kẻ yếu thì tranh lên trước gặp kẻ mạnh ai nấy đều rụt cổ quan trọng là tham dự hiểu không một đứa nói thầy mấy ngày nay chúng em chỉ mới có thêm chút tự tin không muốn bị ngược Mặc phàm hỏi bạch đông uy lần này đánh thế nào bạch đông uy trả lời bốn đánh bốn cách thức cọ sát lẫn nhau tiêu chuẩn mạc phàm lại hỏi đội của họ hình như đã chọn người rồi phía chúng ta thì sao đông phương liệt lên tiếng để em như mục nô kiều đã nhắc nhở trận chiến này rất quan trọng với việc thăng cấp của cậu đông phương liệt lại nói hừ cường quốc cũng không đáng sợ như vậy mạc phàm nhắc nhở thêm một hệ thủy hoặc hệ quang mặt phòng ngự cũng sẽ được đảm bảo lý khuông lên tiếng vậy để tôi thử lúc này mấy đứa học viên la lên mọi người xem là đại đạo sư bên này phong ly đang dẫn đầu đội hình các đạo sư tiến vào sân đấu Bạch Đông Uy lấp bắp hỏi, các vị đại đạo sư sao lại tự mình đến quốc quán? Trong lòng ông ta thầm nghĩ, thật đúng là xui xẻo, lúc thắng liên tục thì không đến, lại đợi hôm nay gặp đội mạnh mới đến. Phong Ly vẫn như cũ trầm mặc không nói gì, sau đó ông ta đi thẳng lên khán đài nói, đến chỗ xem đi. Tùng Hạc viện trưởng vui vẻ nói với Bạch Đông Uy, làm phiền dẫn đường. Bạch Đông Uy lập tức vâng vâng dạ dạ. Tùng Hạc nhắc nhở, Phong Ly là Mạc Phàm. Phong Ly vẫn tỏ vẻ bực tức nói, hư, tiểu tử không biết lớn nhỏ, không có kỷ luật, không coi ai ra gì hôm nay tôi phải xem thử cậu ta bị xử lý thế nào một vị phó hội trưởng lên tiếng tôi lại rất ngạc nhiên đội đầu tiên mà đại diện đội anh quốc khiêu chiến lại là chúng ta tùng hạc vui vẻ giải thích quốc quán chúng ta tỷ lệ chiến thắng tăng cao đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý lựa chọn phong lý vẫn câu có khó chịu hừ lên một tiếng phó hội trưởng nhận định xem ra là chiến tích của mạc phàm và mục ninh tuyết cô bé tên điềm điềm vui vẻ hỏi ông ơi họ đánh lại đội anh quốc không Phong ly trả lời đương nhiên là đánh không lại kéo đội viên của quốc phủ đến đây đánh với họ mười phần cũng thua tám chín phần một người khác chán nản nói vậy có xem cũng không ý nghĩa cô bé điềm điềm thở dài hai phong ly chắn ghét nói tôi đâu phải đến xem mấy người này tôi đến để tìm hiểu thực lực đội anh quốc tùng hạc lại cười hòa hoãn khụ khụ phong ly đừng như vậy nhìn sự trưởng thành của người trẻ tuổi cũng không tệ lúc này phó hội trưởng đã nhìn thấy đội anh quốc đi đến nói này họ lên rồi bàn tay của bạch đông uy nắm chặt lại hắn liền nghĩ tổn thương lòng tự trọng quá rồi bên này đội tàu khựa cũng ra sân đội hình bao gồm mạc phàm mục nô kiều đông phương liệt và lý khuông mạc phàm hỏi bọn kia toàn bộ là cao giai sao lý khuông cười cho có đáp lại không sao chỉ cần không sử dụng ma pháp cao dài có lẽ chúng ta sẽ đánh được mục nô kiều thông báo tôi cũng tiến vào cao dài rồi nghe xong mạc phàm cười híp mắt ồ rất tốt rất tốt đánh hăng say chút chúng ta chưa chắc thua lý khuông thầm nghĩ nói thật đánh với đội anh quốc chẳng có nửa điểm phần thắng đông phương liệt cũng nghĩ dù sao đâu phải chưa từng thua ăn hành nhiều cũng quen mẹ nó rồi mục nô kiều hạ quyết tâm mình phải toàn lực xông lên. Bên này, đội hình trai xinh gái đẹp của Anh Quốc cũng xuất hiện, ra, Irene, Hibbert, Irene lên tiếng chào, xin chào, Mục Nô kiểu chào lại, xin chào, bên kia giới thiệu, tôi là Irene, lần đầu đến Trung Quốc, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mạc Phàm nhận định, cô gái này không đơn giản, Lý Khuông ngạc nhiên hỏi, tại sao nói vậy? Mạc Phàm bắt đầu cho mày đánh giá, cậu nhìn dáng vẻ cao gầy của cô ta xem, ngực cũng lớn lắm. Lý Khuông dán mắt vào ngực Irene rồi xác nhận, ừm, mục nô kiều nổi điên lên quát. Các người đang nghĩ gì vậy? mạc phàm chống chế không có gì nghiêm túc thi đấu nghiêm túc thi đấu bạch đông uy lớn tiếng tuyên bố bắt đầu bên phía đội anh quốc đang cười tủm tỉm với nhau mạc phàm la lên cười con khỉ đông phương liệt chơi lớn với họ đi đông phương liệt gào lên đừng chỉ huy tôi phải làm sao đột nhiên mạc phàm giật mình hửng đông phương liệt lúc này đánh ra một chiều liệt quyền viêm long một con rồng lửa xông ra mấy tên anh quốc cảm thán không tệ mạc phàm cũng giật mình liệt quyền cấp 5. đông phương liệt thẩm mỹ nếu không phải có con át chủ bài các ngươi tưởng tôi dám ra trận sao irene bên này khen ngợi đúng là quốc gia ngọa hổ tàng long trong thủ quán cũng có cường giả như vậy ngay lập tức một cái tinh tọa được vẽ ra cái này là ma pháp cao giai hệ thủy thủy hoa thiên mạc một cột nước bùng lên viêm long dính phải nước thì lập tức bốc hơi đông phương liệt đần mặt ra hỏi đây ma pháp cao dài có thể nhanh như vậy bên này viêm long của đông phương liệt đã biến mất hoàn toàn đám tàu khựa lo đến tím mặt nói nhanh quá ma pháp cao dài có thể sử dụng thành thục như vậy hoàn toàn là nghiền ép nước anh quả nhiên là cường giả nhìn tuổi tác cô gái này rõ ràng chỉ cỡ tôi xa lên tiếng đề nghị để tôi tấn công william của tôi đã lâu chưa hoạt động gân cốt irene tán thành ừm xa triệu hồi ra một cánh cửa đến đây sâu tham cánh cửa mở ra một con điều sư từ tổng cánh cửa bay ra ngoài con này có hẳn sáu mắt nó kêu lên gầm gừ đông phương liệt nhìn thấy mà ngu mẹ nó người hắn run rẩy hoảng sợ thế là con điều sư kia cứ thế dí theo đông phương liệt đông phương liệt sợ chạy tuế khói tôi tôi không được rồi cứu tôi cứu tôi mục nô kiều lập tức thi triển ma pháp hệ mộc khôn chi lâm sai nhìn thấy liền vui vẻ nói ây ra đây là tự làm khó mình rồi híp bớt cũng cười lên ha ha sau đó trên tay hắn đã có lôi điện phóng ra tên này đánh ra một chiêu kích lịch lập tức cả san thi đấu tràn ngập trong lôi điện Mạc phàm la lên sấm xét của cậu ta nhiều quá đi gấp ba người khác dongp hương liệt vất vả tránh đông tránh tây mục nô kiều dùng cây cối che đỡ mặc phàm đang chạy đội nhiên dừng lại chậc lấy lôi dẫn lôi trả lại cho các người lập tức hắn dùng linh trùng lôi hệ những tia lôi điện màu tím đen đã hút hết lôi điện của Hibbert lại và đánh về phía đội Anh Quốc. Hibbert tán thưởng, lấy lôi dẫn lôi, có chút thú vị. Người đánh lôi hệ kia là của tôi. Thế là cậu ta vươn tay ra ngoài đánh tới. Hay, trên môi của Mạc Phàm nở ra một nụ cười đắc ý. Ha ha. Sau đó, hắn đặt tay xuống đất thi triển ma pháp lôi hệ trung dài, phích lịch điện liên. Từ trên mặt đất, vô số tia lôi điện màu tím đen bùng lên. Hibbert sợ tái mặt vội vàng kích hoạt khải ma cụ, một cái áo giáp nhanh chóng cản lại lôi điện của Mạc Phàm. Cơ mà cũng bị giật cho tê tái con gà mái, Irene nhắc nhở, Hippos, cậu bất cẩn rồi nha. Hippos trả lời, hừng, cuối cùng kết quả cũng vậy thôi. Cái tên dùng lôi hệ này giao cho tôi. Sau đó, tên này thi triển ma pháp quang hệ. Quang lạc mạng trượng, hai, những tia ánh sáng hội tụ lại bắn tứ tung trong sân đấu. Mùng thì nó bảo đánh mạc phàm nhưng đang đánh hội đồng cả đội tàu hựa. Lý Khuông, Đông Phương Liệt, Mục Nô Kiều đều vất vả né tránh. Còn mạc phàm thì chạy như chó đuổi, mợ nó, nó đuổi theo mình. Không, như này không ổn. Mạc phàm nhanh chóng dừng lại. Hắn sử dụng chiêu mới luyện tập của hệ không gian cái này là ma pháp trung dài. không gian luật động, trì trệ, lập tức mấy cái tia sáng đã bị dừng lại. Hippert ngạc nhiên hỏi, hệ không gian, Mạc Phàm lại vung tay đánh ra một chiêu, niệm khống, nhìn thấy chiêu này, Hippert nổi điên lên quát, đáng ghét, xa bên này huyết sáo gọi con điều sư, Griffin, tấn công cậu ta. Hippert khó chịu nói, không cần cậu nhúng tay vào. Thế nhưng xa đa cao mày nhắc nhở, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất ở đây. Mạc Phàm thấy con điều sư lao vào mình lập tức thi triển ra, niệm khống, lùi tán, một cái kết giới không gian hiện lên con điều sư thế thế lập tức đổi vị trị tấn công Mạc phàm thầm nghĩ nữa hả họ đánh giá thấp sức mạnh của mình quá đúng lúc này một cái kết giới ánh sáng hiện lên quang hữu thánh thuẫn Mạc phàm nói với lý khuông cảm ơn lý khuông trả lời không cần cảm ơn bên này điểu sư đã quay mông bỏ chạy Mạc phàm la lên còn muốn chạy thế là hắn dùng phép niệm khống trói chân của điều sư lại con điều sư bị giữ chân lập tức kêu ré lên éch éch sau đó thân hình con này không tự chủ được bị lôi xuống đất con này cố gắng vung cánh bay lên nhưng mà mặc phàm không chịu buông tha hắn la lên xuống đây cho ta lập tức một chiêu lôi điện đánh xuống phích lịch cùng vũ con điểu sư bị xét đánh lập tức tê tái mặc phàm bồi thêm một chiêu liệt quyền cửu dao con điểu sư vừa ăn lôi điện xong lại ăn hỏa diễm tí nữa thì thành điểu sư quay nguyên con xa la lên quay về hít bớt gào lên tôi đã nói cậu đừng nhúng tay vào sau đó cậu ta xông đến đánh một chiêu phong bàn long quyền những luồng đao phong ảo ạt chém tới mặc phàm vừa tránh né đao phong vừa thi triển ra liệt quyền cửu dao ngăn lại lập tức lửa gặp gió lại được đà bùng lên chín con hỏa dao cứ thế ảo ạt à tấn công hippos ăn một đòn lập tức ngã ngửa ra đất nằm rên ư ử ừ. ba thành viên còn lại của đội anh quốc đưa mắt nhìn nhau irene nhắc nhở cẩn thận tên kia rất mạnh đừng để sai lầm này xảy ra một lần nữa sa kiên định nói vậy thì tôi phải thể hiện một ít kỹ năng rồi sau đó từ trong cánh cửa tiếng động ầm ầm phát ra nhìn vào cánh cửa này bạch đông uy la lên không ổn xảy ra đại sự rồi mặc phàm la lên với đồng bọn chạy thế nhưng sa đã nói quá muộn rồi xa nói với mấy con triệu hồi thú đại địa huyết thú bắt đầu buổi dẫm đạp của các ngươi đi lập tức mấy con voi tê giác gấu xám các kiểu hùng hổ xông lên cái bọn này nó mà dẫm cho thì cứ gọi là bẹp xác toàn đội tàu khựa lúc này cắm đầu bỏ chạy mục nô kiều dùng hệ phong lý khuông dùng hệ thổ hai đứa chạy rất nhanh còn ôn con đông phương liệt không có hệ tốc độ nên chạy cong đít lên hai người kéo tôi với khải ma cụ cơ mà vừa mặc được áo giáp lên con gấu xám phía sau đã xông đến hai cái tay to tổ bố của nó nện xuống ầm 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 kết quả là Đông Phương liệt lên bảng đầu tiên. Tuy nhiên là bảng thông báo bị loại nhé, không phải là bay màu. Ở một bên khác, mấy con voi cũng đang bón hành cho đám mạc phàm. Lý Khuông và Mục Nô Kiều. Lý Khuông cũng có hai hệ phòng ngự là quang với thổ. Hắn cắn răng chịu đựng một hồi. Nhà đường tâm cùng đồng bọn trên khán đài mặt tái như đít nhái nói. Đây, cảnh tượng này hung tàn quá. Mấy thằng khác thì nghĩ. May mà tôi không lên. Xa bên này tự tin nói. Giải quyết, cậu xem, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào tôi. Irene nhắc nhở. Kêu gọi cả đám huyết thú như vậy cậu cũng là kẻ biến thái bên này lý khuông đang la lên đáng tiếc ma năng của tôi không đủ không duy trì được thời gian dài mặc phàm bên này đang tranh thủ thời cơ ôm lấy vai của mục nô kiều sau đó hắn nói lát nữa khiên này sẽ bị vỡ cậu dùng dây leo bảo vệ tốt cho mình mặc phàm bên này đã vẽ xong tinh đồ lúc này hai lớp rào chắn đã được loại bỏ nhưng đám hung thú cũng biến mất xa cảm thán ây ra thời gian đã hết rồi lý khuông thở phào nhẹ nhõm được được cứu rồi mặt cậu ta trở nên khô kiệt nói còn lại phải dựa vào mọi người rồi có thể chống đỡ được phút nào hay phút ấy mạc phàm cảm động nói với lý khuông may nhờ có cậu tranh thủ được chút thời gian sau đó mạc phàm nói với con gái nhà mình tiểu viêm cơ chúng ta bay ra thôi đôi cánh trên lưng mạc phàm cháy lên hắn lao đến như một con đại bàng đồng thời hai mắt hắn sáng rực lên bạch đông uy phấn khích hẳn lên là chiêu này giải quyết nắm đấm phó đội trưởng đội ai cập khi trước Irene xuất ra chiêu thủy hoa thiên mạc đồng thời nhắc nhở đồng bọn xa trở lại mạc phàm từ trên cao bổ nhào xuống đánh một chiêu hỏa rực viêm quyền đôi cánh bằng lửa lao xuống đánh vào hai tầng kết giới quang hệ và thủy hệ rất nhanh cả hai cái kết giới đều bị đánh cho giãn nứt đội anh quốc lúc này đã phải khởi động thuẫn ma cụ ba cái khiên đồng loạt hiện lên nhưng mà ba cái khiên đều bị hỏa quyền đè ép tùng hạc viện trương la lên không khép được mồm a ha, phong ly cũng cảm thán không ngờ tiểu tử này mấy đứa học viên tàu khựa la lên không không phải chứ vậy mà cũng đỡ được trời nếu tôi chịu một đầm đó chắc phải chết bảy tám lần mặc phàm bên này được đà gào lên còn chưa xong thế là hắn lại chơi một chiêu thiên tầng hỏa rực một đôi cánh lửa cứ thế chụp xuống hỏa diễm bùng lên dữ dội như kiểu cháy nhà hai đồng chí bên đội anh quốc la lên tôi tôi không xong rồi tôi cũng màn hình thông báo lập tức in hình hai đồng chí này lên trên giữa làn khói bụi còn một mình irene còn trụ lại mặc phàm nhắc nhở hai đánh một cô không có phần thắng chịu thua đi thế nhưng irene phản bác vậy thì chưa chắc Mạc phàm nhắc nhở một trận đấu cọ sát nhau thôi lấy hết át chủ bài ra ở đây chẳng có lợi với ai cả đương nhiên cô có thể tùy tiện kéo lấy một người hỏi thăm về Mạc Phàm tôi. Irene lại hỏi, anh vẫn còn át chủ bài. Mục Nô Kiều lo lắng nhắc nhở, Mạc Phàm, sau đó, Irene thu hồi lại khải ma cụ rồi nói, được rồi, chúng tôi cũng không để ý huy chương, đợi anh trở về đội quốc phủ, chúng ta lại phân cao thấp lần nữa. Thế rồi toàn trường trở nên im lặng, toàn thể đội hình trừng mắt lên mà nhìn. Đông Phương Liệt gào lên, mợ nó, vậy mà cũng được à? Mục Nô Kiều cũng ngạc nhiên hỏi, chúng ta đây là, thắng rồi, Mạc Phàm bên này khai ngợi, cô thật thú vị sau này tôi mới cô ăn món ngon nhé, he he. Nghe thấy có đứa mời đi ăn, hai mắt Irene sáng rực lên, được đó, tôi rất thích đồ ăn của mọi người. Mấy thằng kia khuyên bảo, Irene, cô như vậy không tốt lắm, người ta mua chuộc cô rồi kìa. Nghe xong, Irene chừng mắt nhìn bọn này, hửm, thấy thế, ba thằng kia lập tức nhận lỗi. Chúng tôi sai rồi, Mạc Phàm cười phá lên, ha ha, quá thú vị. Irene hào hứng hỏi Mạc Phàm, khi nào chúng ta đi ăn đồ ngon? Bên này, Điền Điền gọi Phong Ly, ông ơi, hình như họ thắng rồi. Tùng Hạc viện trưởng cũng nói, không ngờ cậu ấy lại mạnh như vậy. Phong Ly lớn tiếng hỏi Mạc Phàm, cậu muốn tiếp tục ở đây hay cút về đội quốc phủ? Mạc Phàm bắc loa tay lên nói, đương nhiên sẽ trở về đội quốc phủ. Ngài đừng suốt ngày nhăn mặt như vậy, giống như đòi nợ vậy. Phong Ly lại quát lên, nói chuyện với trưởng bối kiểu gì vậy? Lúc này, cô bé Điền Điền cười khúc khích nói, ông ơi, nhìn xem, không phải chỉ mình con nói ông phải cười nhiều hơn. Hi hi, Phong Ly nhắc nhở Mạc Phàm, cậu sắp xếp đi, mấy ngày nữa tập hợp ở châu Nam Mỹ. Mạc Phàm tán thành, sau đó mạc phàm giữ lời hứa dẫn irene đi ăn uống cả hai cùng đi ăn tôm nướng thấy ai cũng chén vui vẻ cắn rồm rộp vào con tôm có người còn la lên ông chủ cho thêm 5 cân nữa đi được 5 cân của anh đây thấy vẻ mặt ngây ngốc của irene mạc phàm bóc một con tôm rồi đưa cho irene rồi nói ngon lắm ăn thử đi irene há miệng cắn một miếng lớn lập tức vị ngon tan trong miệng irene cứ ngỡ mình lạc vào thiên đường ngon quá thêm nữa bia nữa sau một hồi đánh chén xong xuôi irene lấy khăn lau miệng nói với mạc phàm tôi ăn no rồi cảm ơn đã chiều đãi tôi nên đi rồi lần sau gặp lại tôi chờ anh triển khai toàn bộ thực lực mạc phàm tán thành được tôi sẽ không nhường đâu nói ra thì ngày mai tôi phải bay đến châu nam mỹ rồi irene vui vẻ cười vang ha ha tôi cũng vậy trận kế tiếp của tôi ở nhật bản sau này gặp lại hôm sau mạc phàm lên máy bay đi đến nam mỹ vì là bay đường dài nên mạc phàm ngủ ngư cho chết đột nhiên tiếng thông báo phát ra quý khách thân mến máy bay đang bay vào vùng khí lưu không ổn định xin hãy thắt dây an toàn Mạc Phàm nghe tiếng thông báo liền tỉnh dậy, hửm, khí lưu. Sau đó, máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Em gái ngồi cạnh Mạc Phàm sợ hãi la lên, khí lưu này có phải mạnh quá rồi không? Lúc này, cả máy bay lầm rầm cầu nguyệt, ông trời phù hộ, rốt cuộc là chuyện gì? Chắc không phải linh kiện có vấn đề chứ? Cứ rung như vậy, máy bay sẽ nứt ra mất. Lúc này, tiếp viên hàng không thông báo, quý khách thân mến, nhưng chưa nói xong, mặt nạ dưỡng khí đã tự động rơi xuống. Ai nấy nhìn thấy vội vàng hỗ trợ nhau đeo mặt nạ. Mạc Phàm thầm nghĩ, không phải chứ lẽ nào, nào gặp tai nạn máy bay thế là hắn nhòm ra cửa xem mạc phàm nhận ra không đúng đây là yêu phong còn chiếc máy bay trở nên trao đảo lúc này em gái ở bên cạnh mạc phàm đang tóm chặt tay hắn mạc phàm liền nói xin hãy buông tay em gái lo lắng hỏi anh làm gì thấy mạc phàm đi ra khỏi ghế tiếp viên hàng không lo lắng nhắc nhở tiên sinh xin đừng tự ý di chuyển rất nguy hiểm thế nhưng mạc phàm vẫn tiếp tục tiến lên mạc phàm lần mò đến phòng điều khiển hắn liền hỏi mấy người ở bên trên có biết xảy ra chuyện gì không mấy người kia hỏi lại ngài là pháp sư mạc phàm xác nhận đúng tên kia vui vẻ nói vậy thì tốt quá rồi có yêu ma xâm nhập chúng ta đã rơi vào vùng khí lưu quái dị do nó gây ra mạc phàm hỏi lại nghiêm trọng như vậy còn không thông báo cho hành khách nữ tiếp viên trả lời chúng tôi cũng hết cách trước khi pháp sư lãnh không đến chỉ có thể che giấu tránh kích thích mạc phàm thầm nghĩ cũng phải hành khách bị dọa không nhẹ nếu họ biết tình huống thật sự sau đó mạc phàm hỏi tiếp viên nam phía trước là phòng cơ trưởng phải không mở giúp tôi tên kia trả lời lúc này cơ trưởng với cơ phó nhăn nhó nói với nhau tên đó ở phía sau giữ bình tĩnh tăng tốc vứt bỏ nó mạc phàm nhìn lên màn hình radar hắn thấy hình một con chim to tổ bố phía sau máy bay mạc phàm nhận định đây là chim cơ phó tái mặt nói với cơ trưởng chúng ta không tăng tốc được lực khí lưu hỗn loạn quá mạnh cơ trưởng hét lên không thể để nó đụng vào máy bay lúc này chạm không lưu thông báo MT 332 đây là tổng bộ tình hình mọi người thế nào cơ trưởng trả lời rất nguy cấp chúng tôi bị quái điều truy đuổi trên không rơi vào vùng khí lưu hỗn loạn, xin nhanh chóng mời lãnh không pháp sư, không lưu nhắc nhở, MT332 lập tức thông báo, trên chuyến bay của mọi người có pháp sư cao giai, xin hãy nhờ giúp đỡ kéo dài thời gian. Lúc này, tiếp viên nam lại hỏi, ngài là pháp sư cao giai tổng bộ nói sao? Nhưng tuổi tác của ngài, Mạc Phàm trả lời, có lẽ vẫn còn một vị, tôi không hề viết rõ trong thân phận. Nữ tiếp viên lên tiếng, tôi sẽ đi thông báo. Sau đó, có một tên pháp sư đeo kính đi vào giận dữ nói, xảy ra chuyện này sao không sớm nói rõ? Mạc Phàm nhắc nhở được rồi đừng nói nhiều như vậy chúng ta giải quyết con quái điều đó trước đi thế rồi các vị tiếp viên đưa mạc phàm và tên pháp sư kia đi ra đằng sau máy bay nam tiếp viên thông báo từ đây ra ngoài chính là phần đuôi máy bay mật mã cánh cửa bên ngoài và ở đây tương phản nhau đợi tôi đóng cửa bên trong lại mọi người hãy mở cửa này ra tên pháp sư nói với mạc phàm sinh viên như cậu mau về chỗ ngồi học được chút gia lông thật coi mình là anh hùng sao mạc phàm làm bộ không nghe thấy cái gì hắn liền nói tạp âm quá lớn tôi không nghe rõ tên kia tức giận đáp lại hư tuy cậu. thế rồi cánh cửa máy bay cũng mở ra làn gió ảo ạt thổi qua bà mẹ nó tốc độ của máy bay thương mại là 945 km h bảo sao gió không lớn tên pháp sư kia dùng phong quỷ chạy ra cánh máy bay hắn quay lại ga on end. kêu cậu đừng đi theo nếu bị khí lưu cắt chúng không chết cũng bị chìm dưới thái bình dương mặc phàm vẫn cố sức bò ra ngoài cánh máy bay tên pháp sư tặc lưỡi một cái chật muốn chết mà lúc này con chim khổng lồ đã bay theo sát nút tên pháp sư kia dùng phong chi rực vỗ cánh bay đi Mạc Phàm la lên, "Trời ạ, à, đưa tôi đi một đoạn với." Tên kia hừ một cái rồi tăng tốc, hắn đánh ra một chiêu, phong bản, cơ mà con chim to kia phóng một cái đã thổi bay phong bản. Tên pháp sư kêu lên đáng ghét, sau đó lại thi triển ra, nham ma chi đồng, thạch hóa, ý định hóa đá con chim này, nhưng mà con chim kia đã bay vút đi. Tên pháp sư hoảng hồn thầm nghĩ, nhanh quá, pháp thuật của mình còn chưa hoàn thành. Mạc Phàm la lên, "Trời, đã nói đưa tôi theo." Tên mắt kính chết tiệt, nhất định phải ngoan cố. Mạc Phàm lúc này đành hy sinh một cuộn tinh tọa chi thư, hắn đánh ra một chiêu tịch lôi tử quang một đạo lôi điện màu tím đen phóng thẳng ra cánh của con chim khổng lồ đã bị xuyên thủng tên đeo kính đần mặt ra nhìn mặc phàm lôi hệ lôi hệ cao dài sau khi xuyên cánh con chim máy bay đã ổn định trở lại Mạc phàm cùng tên pháp sư cao dài kia đi vào phi hành đoàn cảm ơn rồi rít tốt quá rồi ngài đã đuổi yêu ma đáng sợ đi ngài thực sự giỏi quá tên pháp sư liền nhìn sang Mạc phàm nói tôi không làm gì cả là do vị pháp sư lôi hệ này đuổi con quái điều đi nghe xong Cơ phó ngạc nhiên hỏi, là cậu ấy, là cậu nhóc trẻ tuổi, không đùa đấy chứ. Lúc này, em gái bên cạnh Mạc Phàm tỏ vẻ ngưỡng mộ hỏi, thật sự là anh đuổi quái điều đi sao? Mạc Phàm trả lời, coi như là vậy. Sau đó, Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng, hai, Mạc Phàm mình là rồng trong loài người, phải từ từ tập quen với cuộc sống trói mắt này. Thời gian qua đi, Mạc Phàm đã đến Hamilton, Peru, hắn vừa đi vừa thở lè lưỡi như chó khát nước, còn tiểu viêm cơ cứ gọi là bay lượn tung tăng. Mạc Phàm than thở, đây, đây cũng nóng quá rồi biết rồi biết rồi biết con thích chỗ này xin con yên tĩnh một chút sau đó hắn mở cửa quán rượu ra tương thiểu nhứ vui vẻ reo lên a à, mạc phàm cậu đến rồi mạc phàm chắn nản nói được lắm các người cũng hưởng thụ quá tương thiểu nhứ nhanh chóng ôm lấy mạc phàm nói nào nào ôm một cái mạc phàm bị ôm thì bất ngờ reo lên a à, sau đó hắn cảm nhận được vựa trái cây của tương thiểu nhứ đè vào ngực mình hắn khoai chí la lên phụt, to to thấy bộ dạng thích thú của mạc phàm tương thiểu nhứ giận tim ạt quát lưu manh lúc này một thanh niên vào đội sau khi mặc phàm rời đi là lục nhất lâm cây cú nói hừ người ta chào hỏi với cậu cậu như vậy là sao hả hạ lưu mặc phàm bật lại người khác không nói gì anh nhiều chuyện thế lục nhất lâm giận tím mặt lớn tiếng nói đó là do con gái người ta có hàm xúc còn nữa người mới như cậu nói chuyện với tiền bối kiểu gì thế tương tiểu nhứ vui vẻ nói hi hi xin lỗi mặc phàm đần mặt ra nhìn hắn ngạc nhiên hỏi tương tiểu nhứ tiền bối còn tương tiểu nhứ che miệng cười khúc khích giang dục cười phá lên ha ha mặc phàm cậu thành người mới rồi triệu mãn duyên nhào đến nhắc nhở lục nhất lâm vừa tỏ tình với tưởng thiếu như kết quả hình như bị từ chối vừa hay cậu đến đây cái gì với cái gì vậy Mạc phàm nổi điên lên thẩm mỹ lão hổ không ra oai coi tôi là mèo bệnh sao thế là hắn hét lên cho anh ba giây cách xa tôi ra bớt cái kiểu bị từ chối rồi chơi trò tính tình tiểu công chúa đi triệu mãn duyên cười phá lên ha ha tính tình tiểu công chúa Mạc phàm cậu có cần thẳng thắn vậy không bên này quan ngư cũng cười phụt cơm ra ngoài phụt ha ha tổ cát minh được thể cười như điên ha 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 hai cô nàng mục bình dĩnh với nam vinh nghê cũng che miệng cười khúc khích hi hi thấy ai cũng cười nhạo mình lục nhất lâm cây cú nói khốn kiếp xem ra không dạy dỗ cậu một chút cậu không biết cái gì gọi là quy tắc nói rồi hắn vẽ ra một cái tinh tọa vàng chóe mấy đứa phòng bên cũng xông vào hóng hớt bên ngoài có phải đánh nhau rồi không là tinh tọa pháp sư cao dài. lục nhất lâm cây cú nói vừa mới được thăng cấp đến đây mặc phàm lạnh giọng đáp lại tốt nhất nên tôn trọng cút qua một bên nói rồi hắn vươn tay ra thi triển phép niệm khống ầm một tiếng vang lên lục nhất lâm đã bị đánh bay ra ngoài mấy người đi hóng hớt lập tức hoảng hồn đây quan ngư chép miệng đây cũng khoa trương quá rồi lúc này toàn đội nhìn về phía mạc phàm ngải giang đồ la lên mạc phàm cái tên này tương thiểu như lắp bắp hệ hệ không gian toàn thể đội hình giờ chỉ quan tâm mỗi mạc phàm hoàn toàn ngó lơ thẳng bị đánh bay mạc phàm chán ghét nói hừ, ai bảo anh cứ muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt tôi quan ngư tỏ vẻ bất bình nói ừ vừa về chỉ biết nội đấu có phải có chút quá đáng không? Mạc Phàm đáp lại, chẳng qua tôi chỉ dùng ma pháp sơ dài, anh ta ra tay là ma pháp cao dài, sau đó lại hỏi Quan Ngư, anh ngứa ra rồi sao? Nghe xong, Quan Ngư hừ lạnh một cái, hừ, Mục Đình Dĩnh im lặng không nói gì. Thấy không khí trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, Tương Thiểu nhớ lên tiếng hòa giải, "Ây ra, thì ra Mạc Phàm là người trời sinh xong hệ sao?" Ngải Giang Đồ nhắc nhở, "Mạc Phàm, đội ngũ ngăn cấm nội đấu." Mạc Phàm trả lời, "Tên đó ra tay trước, tôi là phòng vệ chính đáng." Lúc này toàn đội lại trở nên trầm mặc lục nhất lâm lững thững bỏ vào hắn gào lên mạc phàm cút ra đây cho tôi tôi sẽ cho cậu biết chọc giận tôi sẽ có kết cục gì nam ngọc nhắc nhở lục nhất lâm trước đây mạc phàm đã ở trong đội cậu ấy mới là tiền bối của cậu tương thiểu nhớ dùng ma pháp hệ tâm linh khuyên giải bình tĩnh lại đi lục nhất lâm chỉ mặt mạc phàm nói cậu đợi đó cho tôi mạc phàm bật lại ồ đợi anh bước đi trên đôi chân ngắn kia báo cáo với thầy sao lục nhất lâm gào lên cậu ngải giang đồ tức giận quát ngồi xuống lập tức lục nhất lâm bị nhấn cho ngồi xuống cái ghế Nam Ngọc tức giận quát Mạc Phàm, bớt nói mấy câu sẽ chết sao? Mạc Phàm chu mỏ ra hỏi, trách tôi sao? Bầu không khí trở lại yên tĩnh, Mạc Phàm bên này thở dài, còn Tiểu Viêm Cơ nằm trên vai Mạc Phàm ngáy khò khò. Mạc Phàm nhắc nhở, "Tiểu Viêm Cơ, con về tổ mình ngủ đi được không?" Thế nhưng Tiểu Viêm Cơ lại làm bộ giận dỗi, Mạc Phàm hết cách cũng không dám đuổi con bé nữa, "Được được, con cứ tiếp tục nằm đi, đừng chảy nước bọt lên vai papa là được." Sau đó, Mạc Phàm đổ bia vào mồm như bỏ uống phi hắn kêu ực một cái rõ to, Giang Dục nói với Nam Ngọc, hay là chúng ta? Nam Ngọc phản đối, không được, Mạc Phàm dùng đôi tai thính hơn chó của mình nghe được liền hỏi, mọi người gặp phải phiền phức sao? Giang Dục trả lời, có một di thành Peru, gần đây chỗ đó có nhiều chuyện lạ, có lẽ sẽ có đồ tốt. Mạc Phàm hỏi lại, vậy chẳng phải rất thú vị sao? Giang Dục chán nản đáp lại, thú vị con khỉ, trước di thành là thung lũng Gobi dài hẹp, hai, lần trước chúng tôi thử đi qua, suýt nữa bị kẹt chết, Triệu Mãn duyên tán thành, phải đó, ở đó có một nhóm sinh linh nguyên tố thạch, da dày thịt béo, sức mạnh to lớn, Mạc Phàm lúc này lại mân mê hạt châu, hắn nhớ lại khi máy bay hạ cánh, tiếp viên thông báo, máy bay bắt đầu đáp xuống, đột nhiên, lúc đó, viên châu sáng lên, Mạc Phàm thầm nghĩ, viên châu có phản ứng, trừ phi nó chỉ hướng về phía Di Thành, lúc này, Tổ Cát Minh bàn lùi, tôi thấy thôi bỏ đi, không cần vì không biết mà mạo hiểm, tương thiểu như chế diễu anh đúng là kẻ nhút nhát, Tổ Cát Minh bật lại, tôi nhát, cô thì không chắc, có cách thì cô qua go bi đi. Mạc Phàm vuốt cằm suy nghĩ rồi nói, tôi thấy chỗ đó nhất định có bảo vật lỡ như là một hồn trùng thì sao nghe xong cả đám đều lặng người thầm nghĩ hồn trùng giang dục sốc lại cặp kính rồi nói phải đó nếu thật sự bỏ qua hồn trùng chúng ta sẽ hối hận cả đời quan ngư vẫn tỏ thái độ hừ hồn trùng dễ xuất hiện vậy sao ngây thơ nam ngọc nhận định nguyên tố thạch dựa vào cảm giác chấn động để ngăn cản người xâm nhập nếu chúng ta có thể bay thì hay rồi triệu mãn duyên nhắc nhở bay thì thôi đi hai bên tường đá còn có rơi đen thái dương sẽ bị chúng bao vây nam ngọc liền nói thực ra ngày trước tôi đã làm một thứ suốt đêm mạc phàm vui vẻ hỏi là thứ gì nam ngọc trả lời một máy nguyên tố có thể thay đổi chấn động đại địa giang dục lại hỏi vậy chẳng phải có thể giả vờ như chúng ta chưa từng đi qua sao nam ngọc lại nói chỉ là máy nguyên tố cần có người đi bố trí như xếp hình vậy mạc phàm góp lời tôi thấy được đấy dù sao không tổn thất gì cứ thử đi nam ngọc tán thành ừm tôi không muốn bỏ qua cơ hội này sau đó cả đám di chuyển đến thung lũng trước gobi quan ngư lên tiếng được rồi bây giờ thế là hắn đâm sầm vào mạc phàm mạc phàm vui vẻ ói. bây giờ làm sao đặt máy nguyên tố đây quan ngư càng nhìn mạc phàm càng thấy ghét nó mà biết mạc phàm đã mút mỏ mục ninh tuyết chắc thổ huyết mà chết quá nam ngọc bắt đầu giải thích tình hình máy nguyên số tổng cộng có ba cái khoảng cánh hữu hiệu là 100 trăm mét khi đi cần một người lắp đặt một người rút ra không ngừng thay nhau ngải ra đổ lên tiếng để tôi lắp đặt thế rồi nam ngọc đưa cái máy ra và nói ừm thạch nguyên tố lúc bắt đầu không coi là mạnh hệ không gian của anh có lẽ sẽ đối phó được sau đó Ba cái máy đều được khởi động. Nam Ngọc thông báo, "Được rồi, có thể rồi." Ngải Giang Đồ tán thành, "Ừm." 응. Mặc Phàm lo lắng hỏi, "Đợi đã, nếu dùng ý niệm đưa máy nguyên tố về phía trước thì sao?" Nam Ngọc trả lời, "Không được, máy nguyên tố này bất kỳ lúc nào cũng cần điều chỉnh tần số chính xác." Mạc Phàm thầm nghĩ, phiền phức thật, sau đó cũng tán thành, "Được rồi, bên này." Ngải Giang Đồ bắt đầu thể hiện bản lĩnh, dịch chuyển tức thời, sau đó, thân ảnh của Ngài Giang Đồ đã xuất hiện ở phía trước 100 mét. Đột nhiên, trong tầng đá trước mặt có tiếng ầm ầm những cái đầu quái thú trên vách đá hiện ra toàn bộ đội hình tàu khựa trở nên lo lắng giang dục nhìn vào bọn này la lên đây là cấm nguyệt thạch ma trong nguyên tố mỗi con đều có thực lực tiểu chiến tướng nam ngọc vội vàng nhắc nhở bọn chúng sắp tỉnh rồi mau điều chỉnh tần số xoay chuyển đến chỗ đối ứng với kim địa chất ngài giang đồ trả lời biết rồi sau đó hắn bắt đầu điều chỉnh tần số đám cấm nguyệt ma thạch lại đang gầm gừ tổ cát minh la lên trời thứ này có hữu dụng không vậy còn quan ngư sợ tái mặt triệu mã duyên lo lắng gào to mau có tác dụng đi lúc này con cấm nguyệt ma thạch đã xông lên ngải giang đồ vẫn đang điều khiển cỗ máy hắn cảm thán nhanh lên không ổn thì rút đi lúc này mấy con cấm nguyệt ma thạch đã ùn ùn kéo tới con mắt ngải giang đồ sáng lên xanh rồi nam ngọc lớn tiếng nói ấn xuống đi lúc này bàn tay của cấm nguyệt ma thạch đã chụp tới thế nhưng cỗ máy của nam ngọc đã có hiệu quả đám cấm nguyệt ma thạch ngơ ngác nhìn nhau sau đó kéo nhau bỏ đi ngải giang đồ giơ ngón tay cái lên tán thưởng có hiệu quả nam vinh nghe với mục đình dĩnh nắm tay nhau reo lên ré ré thành công rồi nam ngọc vui vẻ nói được rồi chúng ta đi về phía trước thôi thế là đoàn người tiếp tục tiến lên lần lượt từng người tiến lên đặt thiết bị ngải giang đồ lê khải phong quan ngư nói chung là hết sức nguy hiểm quan ngư bị dọa cho sợ vãi ra quần còn con mèo dạ la sát có vẻ thích trí lắm đoàn người cứ thế tiến lên phía trước nam ngọc thông báo chúng ta sắp đến rồi qua góc rẽ kia có lẽ có thể xuất cốc ngải giang đồ nói góc rẽ đó hơi lớn không dễ đặt máy nguyên tố cần phải có người về chỗ kia lấy mới có thể đi tiếp mạc phàm giơ tay sung phong nhận nhiệm vụ để tôi đi nam ngọc tán thành được sau khi cậu lấy ra phải lập tức đuổi theo tuyệt đối không thể ở lại mạc phàm cười híp mắt đáp yên tâm tốc độ của tôi cũng không chậm thời gian trôi qua mạc phàm đã ở vị trí thiết bị lục nhất lâm nói lẽ nào cậu không định xin lỗi mạc phàm ngạc nhiên hỏi xin lỗi gì tên kia nhìn xuống thiết bị rồi nói ha ha cậu nói xem bên này đội tàu khựa đang hết sức lo lắng ai nấy đều nín thở hết cả thấy thằng kia định cầm cái máy nguyên tố lên lên mạc phàm trả lời ồ tôi xin lỗi tôi không nên mắng anh là tiểu công chúa trái tim pha lê lục nhất lâm cay cú hừ lạnh mạc phàm nói tiếp bởi vì anh là kẻ nhược trí tâm địa hẹp hòi tên kia thẹn quá hóa giận cậu ha ha cậu tưởng tôi không dám sao mạc phàm thản nhiên đáp lại tùy anh nhưng anh nên biết hậu quả khi làm vậy trong lòng mạc phàm thầm nghĩ nam ngọc nói sau khi rút cái đó ra phải quay về trong hai giây lúc này đám cấm nguyệt ma thạch đã hùng hổ xông ra số lượng vây lấy mạc phàm mỗi lúc một nhiều Mạc Phàm quay lại nhìn, cái tên này, trong lòng thầm nghĩ, tên vô dụng đó thật sự rút ra rồi. Mạc Phàm tức giận nói, anh muốn hại chết tôi. Thằng kia đáp trả, ừ, phải thì sao? Tôi muốn xem thử rốt cuộc ai ấu trĩ, cứ hưởng thụ tuyệt vọng đi. Nói rồi thằng này quay lưng bỏ đi. Đám cấm nguyệt ma thạch lúc này đã nổi điên lên. Tổ Cát Minh sợ tái mặt nói, không ổn, bọn chúng thức tỉnh hoàn toàn rồi, mau chạy, Chu Húc la lên, chúng ta sẽ bị chặn chết. Mau chạy đến lối ra. Ngải Giang đồ dùng ma pháp không gian tạo ra kết giới biếu. Tôi dẫn đường mọi người mau đi theo chạy được một đoạn ngải giang đồ thông báo phía trước là lối ra một đám cấm nguyệt ma thạch đã xông ra cản đường ngải giang đồ nhắc nhở tập trung tấn công tách ra một con đường lê khải phong thông báo lục nhất lâm ở phía sau nam ngọc nói với cả bọn mau tiếp ứng cậu ta thế là ma đằng phóng ra trói lấy cấm nguyệt ma thạch đang muốn bắt lục nhất lâm giang dục nhắc nhở mau chạy theo mau lên ngải giang đồ lớn tiếng nói xông ra một hơi cho tôi thế rồi cả đám cắm đầu cắm cổ chạy nam ngọc lên tiếng hỏi mạc phàm mặc phàm đâu tổ cắt mình gào lên đừng lo nữa còn không ra ngoài mọi người sẽ kẹt chết bên trong đám cấm nguyệt ma thạch càng lúc càng đông tổ cắt minh gào lên không được phải quay lại quan ngư tức giận nói tự mình nhìn lại đi còn quay trở về được sao sau đó toàn đội đã thấy lối ra mấy đứa thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đã ra ngoài rồi lục nhất lâm là thằng ra ngoài cuối cùng cả đám sau khi ra khỏi hẻm núi lập tức thở học học triệu mã duyên gào lên hụ đáng chết rốt cuộc là chuyện gì tương thiểu như lo lắng hỏi Mạc Phàm còn bên trong, làm sao đây? Lục Nhật Lâm thản nhiên nói, còn có thể làm sao? Cậu ta chết chắc, cũng đâu thể quay lại cứu cậu ta. Triệu Mãn Duyên tức giận nắm lấy vai của Lục Nhất Lâm quát, mợ nó, có phải là mày động tay động chân không? Lục Nhất Lâm gạt tay ra, liên quan gì đến tôi? Nói không chừng do cậu ta tay chân vụng về làm chuyện ngu ngốc. Triệu Mãn Duyên tức giận nghiến răng quát, cậu, sau đó hắn nói, chúng ta đi lên đi, kéo Mạc Phàm từ dưới lên. Nam Ngọc lắc đầu, không được, bên trên là địa bàn của Thái Dương Thạch Quỷ, bọn chúng còn đáng sợ hơn cẩm nguyệt thạch ma triệu mãn duyên tức giận hỏi vậy phải làm sao lẽ nào cứ nhìn mạc phàm chịu chết tổ cát minh thở dài hai chúng ta nên nhìn thoáng chút tiếp tục đi về trước thôi triệu mãn duyên tức giận hỏi anh nói bậy gì đó lục nhất lâm cười nham hiểm ha ha nam ngọc lên tiếng hỏi đội trưởng anh thấy sao ngải giang đồ hạ lệnh mọi người tự điều chỉnh lát nữa giết vào trong triệu mãn duyên vui vẻ nói được không thành vấn đề lục nhất lâm cay lắm mà không làm gì được hừ nam ngọc đáp lại biết rồi ngải giang đồ kiên định nói bất kể thế nào cậu ấy cũng là đồng đội của chúng ta cho dù có chết cũng phải thấy xác bên này mạc phàm đang vất vả đập nhau với đám cấm nguyệt thạch ma hao mắt mạc phàm sáng rực lên hiển nhiên đã dùng viêm cơ phụ thể hắn đánh ra một chiêu vẫn quyền cửu dao chín con hỏa dao cứ thế bay ra một hơi thổi bay mấy con cấm nguyệt thạch ma nhưng phía trước lại có một bầy cấm nguyệt thạch ma mạc phàm đánh giá tình hình với hỏa trưởng trung giai cao cấp chỉ giết được năm sáu thạch ma thôi thế là hắn quay đầu bỏ chạy sau đó thi triển ma pháp ám ảnh hệ cự ảnh đinh lê thích mấy con cấm nguyệt thạch ma đã bị khống chế tuy nhiên lại có mấy con nữa xông vào đập mạc phàm mạc phàm nhanh chóng dùng ảnh độn chạy ra hắn thở hồng hộc thế nhưng đám cấm nguyệt thạch ma lại lao đến mạc phàm la lên á à. cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hương review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!